Chào mừng toàn thể các bác đang đăng ký và theo dõi kênh YouTube của Thắng Audio. Bên em tất cả các cái ngày trong tuần thì đều làm việc, và những ngày của các bác nghỉ là ngày làm việc rất là cực lực miệt mài của Thắng Audio. Bên em hôm nay giới thiệu với các bác tất cả đồ của USA. Đôi trước mắt các bác là một đôi Selvin Vega, đôi AT80. AT80 các bác nhìn gấu hình rất là ok luôn. Có thể sở hữu vân gỗ màu vàng, gỗ lạng. Sở hữu một bát 30, một con chung, một con tép và hai tinh trình. Hiện tại thì em đang ghép cùng con đầy của Mỹ và em đánh thẳng direct luôn. Các bác có thể hát karaoke thì thêm con vang, nhưng hôm nay là em ghép thực tế, ghép Mỹ với Mỹ. Mỹ AT80 cộng với Mỹ Crown 800, Mỹ cộng với Mỹ bằng USA bình phương. Con Crown 800 em đang nghe thẳng, em đấu thẳng trực tiếp từ máy tính xuống luôn con 800, không qua cục âm sắc, cũng không qua cục chỉnh nào cả. Em đã đấu sẵn để cho các bác cùng thẩm âm luôn. Con Mỹ thì chạy 16 con sò vương miệng, sò sắt, sò 2 vít. Em clip sau em sẽ tháo ruột ra cho các bác cùng ngắm luôn sò của con 800. Đôi này thì rất là chất, AT80 về bên em thì đẹp tuyệt vời. Thắng Audio thì luôn tuyển chọn những cái mã sản phẩm mà được anh em ưa chuộng nhất, thì bên em lúc nào cũng có để phục vụ các bác. Xin mời các bác nghe thẳng, nghe relax trực tiếp của con 800 đánh cùng đôi AT80. Xin mời các bác. Để em bật to. Các bác có nhu cầu
Các bác có nhu cầu sở hữu con AT80 cộng với con đầy Mỹ Crown 800, alo cho em theo số 0983698887. Cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi.